Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa tổ chức đấu giá 54 thửa đất tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai với tổng diện tích gần 5.200 m2. Phiên đấu giá dài gần 20 tiếng kết thúc vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Thửa đất giá trúng cao nhất là 54,48 triệu đồng trên 1 m2. Và theo một số người tham gia, kết quả thể hiện sự phù hợp với mức giá đất tại khu vực và không còn tình trạng trả giá cao và tạo sốt ảo qua đấu giá đất. Theo đó, các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 92,5 đến 113,9 m2. Tổng diện tích 54 thửa đất đấu giá là 5.160,6 m2. Giá khởi điểm của vòng đấu số 1 là 12,48 triệu đồng một mét vuông. Theo đơn vị tổ chức đấu giá, đây là mức giá được huyện xác định theo quy định và những hướng dẫn thi hành luật đất đai mới. Cuộc đấu này đã thu hút 296 khách hàng với hơn gần với hơn 10.000 hồ sơ tham gia ở phiên đấu giá lần này, huyện Quốc Oai đã thực hiện cuộc đấu theo phương pháp bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 vòng đấu bắt buộc. Bức giá chung cho các thửa đất là 2 triệu đồng một mét vuông. Sau 12 vòng kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ, phiên đấu giá đất kết thúc vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay, ngày 14 tháng 10. Khi nhận giá trúng cao nhất là 54,48 triệu đồng một mét vuông, thửa có giá thấp nhất là 44,48 triệu đồng một mét vuông. Từ nay cho đến cuối năm 2024 huyện Quốc Oai dự kiến tổ chức thêm hai phiên đấu giá đất tại các xã Tân Phú, Sài Sơn, tổng diện tích đấu giá khoảng 9.000 m2. Tổng số tiền dự kiến thu từ đấu giá đất khoảng 600 tỷ đồng. Trước đó tại huyện Ven như là Thanh Oai, Hoài Đức, Hà Nội liên tiếp các phiên đấu giá đất gây xôn xao thị trường khi mà giá chúng gấp nhiều lần giá khởi điểm, trong đó cao nhất hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Các địa phương này sau đó cũng dừng tổ chức việc đấu giá để ra soát các điều kiện về pháp lý theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Vâng, và đến thời điểm này thì trong số 68 lô đất chúng đấu giá ở huyện Thanh Oai mới có 13 nhà đầu tư nộp tiền dù đã hết thời hạn thanh toán. Các lô này chỉ có giá chúng là từ 51,6 triệu cho đến 55 triệu trên 1 mét vuông. Còn 55 lô chúng từ 80 triệu đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông thì đều bỏ cọc và không nộp tiền. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin đáng chú ý về thời tiết. Ngày hôm nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành Nam Bộ đang có mưa lớn kèm theo rông và sấm sét. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa rông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ là do không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng từ 6 đến 9 độ vĩ bắc nhiễu động gió đông trên cao tác động tốt đến thời tiết Nam Bộ. Vâng và đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên nhanh trong vài ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Theo đó, đỉnh chiều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, tức là từ 17 đến 19 tháng 9 âm lịch và đạt mức như sau. Tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền đạt mức 1,65 đến 1,75 m trên báo động 3 từ 0,05 đến 0,15 m Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu 1, sông Sài Gòn đạt mức 1,7 đến 1,8 m trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,2 m Tại trạm Biên Hòa, sông Đồng Nai đặt mức 2 đến 2,1 m, sấp xỉ hoặc trên báo động 2 là 0,1 m. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 1. Đây là kỳ chiều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông. Đặc biệt theo dự báo những ngày tới có khả năng xuất hiện mưa nhiều và tổng lượng mưa cũng lớn. Sự báo có những trận mưa đạt từ 80 đến 100 mm xảy ra cùng lúc với chiều cường, sau đó nguy cơ ngập rất cao. Vì vậy người dân cần chủ động để tránh các tác hại của chiều cường lên cao cũng như lũ sẽ lên liên tiếp. Liên quan đến vụ việc người đàn ông tại Quảng Bình bị hành hung tại nhà riêng nghi là do làm thơ đăng trên Facebook như bản tin trước đó ở VTC đã thông tin. Và sáng ngày 14 tháng 10, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình xác nhận Công an xã Ngư Thủy đã tiến hành lấy lời khai của nhóm 7 người tham gia đánh ông Ngô Văn Lư, chú ở tại thôn Thượng Bắc sau khi ông Lư đang bài thơ lên Facebook. Vâng và qua đó thì cho rằng bị xúc phạm bởi bài thơ mà ông Lư đăng trên Facebook cá nhân nhóm 7 người đã đến nhà ông vài anh Hùng, khiến ông này phải nhập viện cấp cứu với dấu hiệu tụ máu não. Theo thông tin ban đầu, cả 7 người này đều ở thôn Liêm Tiến cùng xã Ngư Thủy, cách nhà nạn nhân không xa. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh ông Lư, đồng thời cho biết mâu thuẫn bắt nguồn từ một giải bóng truyền diễn ra trước đó giữa hai thôn. Sau đó, nhóm này đọc được bài thơ của ông Lư đăng trên Facebook có ý châm biếm giải bóng truyền và cảm thấy bị xúc phạm nên đã kéo nhau qua nhà ông Lư nói chuyện. Tại nhà ông Lư, hai bên xảy ra cãi vã và họ đánh ông Lư rồi bỏ đi. Được biết, ông Lư hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng phù nề nhiều nơi trên cơ thể và có dấu hiệu tụ máu não. Thời gian gần đây, sự việc một cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn trở thành câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu việc thu quỹ và các nguồn tài trợ có được sử dụng đúng mục đích hay không? Vâng và chuyện này thì chưa lắng xuống thì mới đây một hiệu trưởng trường mẫu giáo ở bạc liêu bị cơ quan công an điều tra sau khi được xác định là có hành vi chiếm giữ sử dụng tiền tài trợ cho trường sai mục đích càng gây mối băn khoăn và nghi vấn trong dư luận. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định khởi tố bà Lê Kim Huê, 53 tuổi, hiệu trưởng trường mẫu giáo sao biển để điều tra tội tham mô tài sản. Bước đầu, bà Huê được xác định là có hành vi chiếm giữ, sử dụng cá nhân tiền tài trợ cho trường của một công ty ở Bình Dương chuyển qua tài khoản cá nhân của nữ hiệu trường. Trước đó, Công an huyện Đông Hải có thông báo nhận được kiến nghị khởi tố với nội dung một số đơn vị cá nhân hợp đồng hoặc là thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ xây dựng công trình với trường mẫu giáo Sao Biển giai đoạn 2016-2019 đến có chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Huê với số tiền là hơn 300 triệu đồng. Số tiền này bà Huê không báo cáo tập thể và không công khai minh bạch. Trong đó, một công ty ở Bình Dương chuyển hơn 226 triệu đồng và các cá nhân khác chuyển gần 78 triệu đồng. Thời gian gần đây, sự việc một cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn trở thành câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu việc thu quỹ và các nguồn tài trợ có được sử dụng đúng mục đích hay không? Vâng, và chuyện này thì chưa lắng xuống thì mới đây một hiệu trưởng trường bộ giáo ở bạc liêu bị cơ quan công an điều tra sau khi được xác định là có hành vi chiếm giữ, sử dụng tiền tài trợ cho trường sai mục đích, càng gây mối băn khoăn và nghi vấn trong dư luận. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định khởi tố bà Lê Kim Huê, 53 tuổi, hiệu trưởng trường mẫu giáo sao biển để điều tra tội tham mô tài sản. Bước đầu, bà Huê được xác định là có hành vi chiếm giữ, sử dụng cá nhân tiền tài trợ cho trường của một công ty ở Bình Dương chuyển qua tài khoản cá nhân của nữ hiệu trường. Trước đó, Công an huyện Đông Hải có thông báo nhận được kiến nghị khởi tố với nội dung một số đơn vị cá nhân hợp đồng hoặc là thỏa thuận cung cấp hàng hóa, dịch vụ xây dựng công trình với trường mẫu giáo Sao Biển giai đoạn 2016-2019 đến có chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Huê với số tiền là hơn 300 triệu đồng. Số tiền này bà Huê không báo cáo tập thể và không công khai minh bạch. Trong đó, một công ty ở Bình Dương chuyển hơn 226 triệu đồng và các cá nhân khác chuyển gần 78 triệu đồng. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, nước ion kiềm đóng chai hoặc là máy lọc nước với công nghệ điện phân tạo nước ion kiềm tươi được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng. Thậm chí là do tin và những quảng cáo, nước ion kiềm tươi có nhiều tác dụng, có thể chữa được nhiều bệnh nên nhiều người còn uống loại nước này thay thế hoàn toàn cho nước thông thường. Vâng, tuy nhiên thì vậy là cụ thể nước ion kiềm hay là nước ion kiềm tươi là gì? Loại nước này liệu có tác dụng chữa bệnh hay không? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây. Theo các chuyên gia hóa học, nước ion kiềm là nước có độ pH cao hơn nước uống thông thường. Nếu như nước uống thông thường có độ pH bằng 7 thì nước kiềm thường có độ pH là từ 7,5 đến 9,5. Hiện nay, nước ion kiềm được quảng cáo có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho biết, mặc dù có một vài lợi ích với sức khỏe, nhưng hiện nay chưa có bằng chứng khoa học tin cậy chứng minh những công dụng của nước ion kiềm kể trên. Một số nghiên cứu mới chỉ dừng ở nhóm nhỏ không mang tính đại diện cho cộng đồng. Trước hết thì tôi cũng phải khẳng định đấy là cái những cái kết quả hiện tại ấy, về cái tác dụng của nước yên kiềm ấy, thì chủ yếu là à, công bố qua các cái bài báo, các cái công trình và đăng tải trên các tạp chí quốc tế và những cái kết quả này ấy, thì nó chưa phải là những cái kết quả để có thể khẳng định được một cách chắc chắn về cái tác dụng của nước yên kiềm mà cần phải có những cái kiểm nghiệm nó sâu hơn ví dụ như là cái kiểm nghiệm lâm sàng thì mới khẳng định được cái tác dụng của nước ion kiềm. Thì tuy nhiên thì về mặt tiềm năng thì thông qua những cái công trình nghiên cứu đấy ấy, thì cũng có thể thấy được là nước ion kiềm nó có cũng khá là nhiều tác dụng đối với cái sức khỏe của cơ thể sống. Chưa kể đến việc sử dụng nước ion kiềm tươi để thay thế hoàn toàn cho nước thông thường cũng có thể gây ra những ảnh hưởng cho sức khỏe. Bởi việc sử dụng quá nhiều nước ion kiềm trong một thời gian dài có thể phá vỡ mức độ pH bình thường của cơ thể dẫn đến tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, co giật cơ, run tay. Đối với việc mà sử dụng nước kiềm thì hiện tại chúng ta chưa có một bằng chứng nào cho cái việc là nó có tác dụng trong việc thanh lọc cơ thể hay là điều trị bệnh gì cả. À, và cái việc bổ sung một lượng lớn quá lượng nước quá lớn trong một thời gian ngắn ví dụ như là trồng 10 lít một ngày đối với nhân này thì nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề thứ nhất là nó sẽ quá tải đối với việc đường dịch cũng cơ thể đối với các quá tải đối với tim quá tải đối với, thận và về mặt lâu dài nó có thể tổn thương các cái cơ quan này và nó cũng gây ra tình trạng rối loạn điện giải rất là nặng thời gian qua đã có những người tin quảng cáo nghĩ rằng nước ion kiềm có thể chữa được một số bệnh nên đã nhịn ăn uống lượng lớn nước ion kiềm trong nhiều ngày hậu quả là đã có những người phải nhập viện trong tình trạng suy kiệt Thưa quý vị, vào sáng 14 tháng 10, nhiều người dân ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, cầu vồng đôi hay còn gọi là cầu vồng song sinh. Và sau cơn mưa thì người dân tại thành phố Hội An rất thích thú khi chứng kiến hiện tượng cầu vồng đôi xuất hiện trên bầu trời ở địa phương này. Khoảng 7 giờ sáng sau cơn mưa, nhiều người bắt gặp hình ảnh cầu vồng đôi rực rỡ và rõ nét xuất hiện trên bầu trời. Một số người đã dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc này và đăng tải lên Facebook theo các nhà thiên văn, cầu vòng đôi ít xuất hiện hơn cầu vòng đơn. Thông thường cầu vòng đôi xuất hiện sau mưa khi không khí đủ ẩm để tạo ra hiện tượng này. Hiện tượng cầu vòng đôi xảy ra khi các tia sáng mặt trời phản chiếu lần thứ hai với các hạt mưa tạo thành một đường cong thứ hai trên cùng một mặt phẳng với cầu vòng chính. Ánh sáng đi vào hạt mưa và khúc xạ ở bề mặt không thoát ra sau khi chạm vào mặt sau của hạt mưa, mà thay vào đó bị khúc xạ lần thứ hai tạo nên cầu vòng thứ cấp đặc điểm của cầu vòng thứ hai là màu sắc bị nghịch đảo so với cầu vòng đầu tiên ánh sáng từ cầu vòng thứ hai cũng mờ hơn và khó nhìn thấy hơn do lượng ánh sáng bị khúc xạ lần thứ hai ít hơn nhiều hình dạng và vị trí của cầu vòng thứ cấp cũng có sự khác biệt